Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay ẩm thực Việt mình chia sẻ các bạn về công dụng của nước dừa rất là tốt đối với sức khỏe, nhất là khi đang bị Covid mà chúng ta nóng sốt đấy các bạn ạ. Nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta mất nước rất là nhanh. Thì nước dừa nó sẽ làm cho như là một chất điện giải các bạn ạ. Chúng ta không phải tiêm nước mà cũng hạ sốt nhé. Mà khi chúng ta uống nước dừa vào ấy thì nó cơ thể của chúng ta như kiểu có một chất năng lượng mới để cho nó khỏe hơn và nhanh khỏi hơn nhé. Mình nói về công dụng của nước dừa các bạn ạ. Nước dừa thì nó là một thức uống thì chúng ta thường hay là giải khát vào mùa hè, và nó cũng là uống làm cho bù điện giải ấy. Chứa nhiều vitamin C trong trái dừa các bạn ạ. Trái dừa thì các bạn nên chọn trái dừa tươi nhé, thì nó sẽ chứa nhiều vitamin ạ, C, vitamin B, khoáng chất như kali, natri và magie nhé, hỗ trợ hạ sốt và bù nước khi bị sốt, bù điện giải và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, chống lại các yếu tố gây bệnh ạ. Đấy là cái tác dụng của nước dừa rất là tốt đối với cơ thể của chúng ta. Khi các bạn là sốt thì uống, hoặc là bị nằm F0 nhé, hoặc là khi các bạn tiêm vaccine, nhất là bây giờ đang tiêm mũi 3 các bạn ạ. Nhiều người ạ, khi tiêm mũi 1, mũi 2 thì cảm thấy người rất bình thường, như đến tiêm mũi 3 về là sốt ni bì ra, người mệt mỏi, cho nên là phải uống nước dừa này kết hợp với một trái dừa. Các bạn cho mình khoảng 20g đường nhé, đường phèn đấy các bạn ạ, và gừng mình cũng cho khoảng 20g gừng. Gừng thì các bạn nên chọn gừng ta thì nó sẽ vàng như thế này ạ. Thì khi kết hợp với ba thứ này vào thì cơ thể của chúng ta sẽ bù lại một lượng nước rất là tốt để giữ cho khi cơ thể sẽ hạ bớt nhiệt, nó sẽ không bị huyết áp tăng lên hay tụt xuống các bạn nhé. Gừng ta thì nó là có vị lặng, ấm lòng ấy các bạn ạ, sẽ làm cho cái họng mũi của chúng ta sẽ được thông nhé, có tác dụng giảm tiêu đờm, giải cảm ạ. Khi mà bị sốt ấy, thì chúng ta thường là sốt nóng, sốt lạnh thì gừng nó sẽ có tính hàn này các bạn ạ. Mình toát mồ hôi ra nhưng thực tế là rất là rét luôn, thì nó có tính hàn này để cho khử cái lạnh đi ạ. Rất là tốt cho về hô hấp hay tiêu hóa cái gừng này nhé. Chống viêm, có khả năng chống virus, nên nên bác sĩ thường khuyên chúng ta là hãy uống nước gừng khi sốt thì uống gừng với dừa, hoặc là các bạn có thể uống trà gừng nhé, vừa làm chống virus và vừa làm cho giấc ngủ của chúng ta ngon hơn, rất là tốt khi phòng Covid ạ. Cái đường phèn này thì nó có độ thanh mát chứ không ngọt gắt như là cái đường chúng ta hoa mai mình hay nấu ăn nhé, cho nên là chúng ta kết hợp với cả một chút đường phèn này rất là tốt luôn. Bây giờ thì mình sẽ nhé, cái gừng này thì mình gọt vỏ, hoặc là các bạn không cần gọt vỏ thì mình chỉ cần bỏ hết cái đất cát đi để mình thái nó ra này nhé, và dừa mình sẽ chặt ra để mình lấy nước ạ. Cái gừng này các bạn gọt qua cái phần vỏ cho mình nhé. Và khi mình uống hết thì mình sẽ uống hết cả cái phần nuôi ăn luôn cả cái phần gừng này các bạn nhé, đừng bỏ, nhất là với những người huyết áp thấp ấy thì chúng ta hay phải thường uống trà gừng, hoặc là các bạn có thể cắt một vài nát gừng này để mình ngậm vào trong miệng nhé, thì huyết áp của chúng ta sẽ được ổn định hơn. Các bạn dùng gừng ấy thì chúng ta dùng vào ban ngày, và đến khi tối đi ngủ ấy thì các bạn dùng gừng trước khi đi ngủ khoảng 2 giờ nhé, thì chúng ta phải không được dùng nữa,
Nếu mình dùng nữa thì sợ trong lúc đêm quá trình ngủ của chúng ta ấy, huyết áp nó tụt sâu thì rất là nguy hiểm nhé. Mua gừng ta như này ấy, thì nó bé nhưng mà củ gừng rất là vàng luôn, thì nó sẽ có độ cay là rất là tốt luôn nhé. Còn cái gừng mà to mà khi các bạn gọt ra ấy, nó cứ trắng, nó hơi hơi gọi là hơi vàng thôi, thì cái gừng ấy chúng ta kể cả củ to đến mấy cũng không bằng cái củ bé này. Cạo vỏ đi thì nhìn nó, nước gừng của chúng ta nhìn thì màu sắc nó đẹp thôi, nhưng mà cái vỏ gừng này cũng rất là tốt ạ, cho nên là mình chỉ cạo qua cái phần đất thôi để mình rửa đi nhé. Gừng sau khi rửa sạch rồi thì các bạn sẽ thái lát ra cho mình. Đặt một con. Gừng khi thái xong rồi nhá thì các bạn sẽ cho vào một cái xoong cho mình để mình đun lên nhé. Trái dừa thì các bạn sẽ chặt ở cái phần đuôi này. Mình không nhờ họ chặt trước vì nếu mà chặt trước để lâu ấy thì chúng ta sẽ không để được lâu. Nên chặt được cái phần đuôi này thì cũng rất là dễ thôi. Thì mình cứ để cho nó giữ được độ tươi của trái dừa. Đây các bạn, trái dừa mình chặt đẹp. Tẹo là nó sẽ đến ngay cái phần nước dừa bên trong thịt đẹp. Mình dốc ra nhé. Bạn dốc hết cái phần nước dừa này ra. Đấy ạ, mình dốc cái hết cái phần trái dừa này ra nhé. Các bạn cho đường phèn vào để mình đun lên. Mình đun lên để cho cái phần đường tan hòa quyện với nước dừa. Phần dừa này mình chặt ra để mình lấy cùi nhé. Cái phần cùi dừa này các bạn có thể là cho vào để mình đun, hoặc là các bạn có thể lấy để mình ăn trực tiếp nhé. Đấy, như thế này mình khoét ra mình ăn, đừng vứt bỏ đi các bạn ạ. Nó rất nhiều chất dinh dưỡng trong cùi dừa này. Mình đun nhỏ lửa khoảng 10 phút các bạn nhé. Và cái phần cùi dừa này các bạn có thể đun vào cùng nhé, để mình uống mình ăn tất cả cái phần cùi dừa lẫn gừng nhé, nước. Thế các bạn xong nha, bây giờ mình sẽ lấy phần nước này ra là chúng ta có thể uống được ạ. Các bạn ngày có thể uống vài quả dừa nhé, để cho nó khi nào chúng ta sốt ấy, chúng ta uống nhé. Đây các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong ạ. Chúc các bạn là có một bài thuốc về nước dừa tốt nhá. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.